送之后先过呢先
hồ sơ điều chỉnh giá mà. Dạ. Dạ. Đã làm hồ sơ điều chỉnh giá đây. Lên gặp anh lên làm chốt có điện lấy cái giá này làm nào. Bây giờ cái giá gốc á, giá gốc ban đầu á, cái gốc ban đầu là bao gồm giá dự toán, giá toán tiền á, giá dự thầu. Đó, còn cái giá mà căn cứ lấy là chính giá mình thi công. Bây giờ mà mình so sánh thì bây giờ cái giá gốc á, là mình so sánh giữa cái giá dự toán và giá dự thầu, giá nào cao hơn gì đấy? Cao đấy tại vì còn cái giá mà để đánh bù là cái giá ở tiền thi công, cái công việc bom đó là chắc chắn là mình có thép bị bom rồi, tại vì giá theo dự toán thì tiền thi công giá sẽ cao, mà thì được cái công giá sẽ rất là thấp, lúa lòng nữa không? Giá sàn nó không nhiều, chủ yếu là thép thôi, còn bây giờ cát đá thì đó bây giờ không đi ra cái hàng giá không thì chắc là ông biết được ông mấy triệu á, họ cầm giữ một cái là nó mấy triệu họ đó, mình lấy như sắt thì mình lấy một giá thôi, tại vì như giống như bây giờ lấy theo cái hợp đồng không được, muốn là như biết đầu cầm là tôi nhập đúng thép rồi, người thằng làm thép đó là phải giá khá nhẹ, bây giờ ông lấy giá hợp đồng giá hoạt động mua là nó sẽ thấp hơn nó giá của mình. Không có, ý nó là lấy tại cái thời điểm ký hợp đồng xong là giao tiền là cao hơn. Rồi nhưng mà này, nhưng mà trong cả cái văn bản khác á thì này nhìn về sơn thẳng tư vấn nó dừng từ dài cầm, lý do là gặp đã tính sớm và cái đã chiều sâu
làm đồ đá dốc á, mình đảm bảo rồi. Thì mình đang cọc đi thì các cái lớp việc khác nó phải đẩy, các cái lớp đá nó phải đẩy chúng, nó phải đẩy lên trên chứ. Nếu mà ông làm theo đúng thiết kế thì ông phải phát đúng thiết kế nó mới đạt, đúng không? Thì cái này chắc chắn như đó là sai rồi. Để chịu các cái văn bản khác là nó phải đẩy cái lớp việc này lên, nó phải đẩy gì đấy. Để mà cái đẩy như thế nào chứ? Không phải. Chỉ là đây nè, nó trong này đơn giản thôi, vậy tới lúc nào thì gặp đã xem một cái đúng không? Thì bây giờ ông sửa lại đi, vậy tới lúc nào thì đã màu xám xanh, đã màu xám đen gì đó, đúng không? Thì mình là phải là đã xem một cái, thế luôn nó vậy. Thế là tới cái này là nó là cái này là màu xanh luôn đỏ mà nó là đã màu xám xanh xám đen, đúng không? Đó, nó là điều thì những cái này này, cái nào thì cái lại lên cái ấy cao như ấy, nhưng mà ông làm mà gặp đá thế này tính ra mà nó là một bàn đá mới vẽ này, mà sao tính trong hồ sơ tính bàn đá cái bàn đá lên nào vẽ được cả mình cắt đi nữa. Đây là nói gì hết, đây là sai này, 188 đâu ra, mình có thao đồ cùng về quan đến 188, 188 chấm 18 là nó ở ngoài thù rồi nè, nó nói gì đâu, 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 bây giờ ông một cặp xe 4 được mất. Thank you.
Đó. Dám nghe. Ồ. Ờ. Rồi. Nó chắc là nó có thiết kế này vì nó siêu cao vì nó đường cong nó nhỏ á. Không? Không nó không 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 không, 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 không đường cong nó cái bán kính nó nhỏ nó không được nó không cua gấp quá thì đâu cần phải siêu cao. Thế không gì đâu. Bật được. Bây giờ như này mình cứ giữ nguyên theo cái thiết kế, bây giờ nếu mà cái siêu cao thì sẽ lên theo nền nền sỏi vì những cái phòng lên nó thống nhất nhé. Rồi có gì để hôm nghiệm thu nền sỏi á, à nền nền hạ này, bắt đầu là mình sẽ thống nhất để nâng nền, nền sỏi luôn. Đó. Cái
Gracias.